Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV, và sau đây Như Hiền và Lê Thái tiếp tục trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần vào ngày thứ Bảy, ngày hôm nay ngày 22 tháng 8. Rất là vui vì quý vị cũng vẫn giữ màn hình và theo dõi chương trình của Như Hiền và Lê Thái. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và chị Như Hiền này, không biết là ở nhà chị Như Hiền có ai hút thuốc không? Có, ba chị hút thuốc. Ba chị hút thuốc hả? Rồi thường ba chị hút thuốc là ba chị sử dụng cái gì để mà là quẹt, hộp quẹt lên, ba chị xài hộp quẹt nào? Cái bật lửa mà, nhưng mà ba chị thì dùng bật lửa bình thường thôi, nhưng mà em rể của chị á hút thuốc mê Zippo. Chị cũng như chị cứ đi mua mà chị thấy Zippo, hay là sinh nhật của em rể chị á là chị cứ đi mua Zippo tặng collection á, thâu thập rất là nhiều cái hộp quẹt Zippo. Mà Zippo nó có ý nghĩa gì em theo với những người đàn ông thì rất là quý mấy cái đó, mà chị thấy nó cũng vậy thôi, cũng bật lửa. Thật sự là em hỏi chị mà chị nói chị Zippo là chị nói luôn cái câu hỏi em định hỏi chị luôn rồi. Thưa quý vị, những cái người mà người ta sành hút thuốc hoặc là không hút thuốc đi chăng nữa, giống như Lê Thái đây, Lê Thái không hút thuốc nhưng cũng rất là thích hộp quẹt Zippo. Thưa quý vị, hộp quẹt Zippo là một trong những cái loại hộp quẹt mà chúng ta thấy rằng nó có từ rất là lâu, rất là lâu, từ thời mà ba ông bà ta từ còn rất là còn nhỏ lắm mà. Em thấy, em nhớ là hồi đó ba em có một cái chiếc hộp quẹt Zippo rất là đơn giản, nó không có cầu kỳ giống như cái những cái mẫu mà hộp quẹt Zippo sau này, thưa quý vị. Nhưng đối với những cái người mà người ta thích sưu tầm giống như em rể của chị, đúng không? Thì là hộp quẹt Zippo là một trong những cái loại gọi là gì ta, vật dụng cũng đúng, mà một loại giống như là một cái loại kỷ niệm, cái vật liệu để kỷ niệm cũng đúng, thưa quý vị. Người ta để dành và ta sưu tầm theo năm tháng. Và Lê Thái cũng có rất là nhiều người bạn ở Việt Nam, chị Như Hiền, và khi mà em về Việt Nam hay là em đi đâu đó chẳng hạn, thì về Việt Nam thì những người đó cứ mà check trong tin nhắn, trong message cho em mua Zippo. Những đứa hút thuốc cũng có, những đứa không hút thuốc cũng có. Để và những kỷ niệm, collection. Người ta thích những cái collection đó và không có, và rất là khổ cho mình khi mình chọn mua những cái hộp quẹt Zippo đó. Bởi vì những, kính thưa quý vị, những cái hộp quẹt Zippo khi mà chúng ta chọn á thì nó có nhiều cái ý nghĩa trên đó. Từ những cái hình ảnh, từ những cái hoa văn trên đó, những cái dấu mốc, những cái ghi và những cái mộc ở phía đích, ở phía đáy của cái hộp quẹt, thì chúng ta thấy rằng mỗi cái đó là mỗi cái con số khác nhau và nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Và tùy theo phong thủy của mỗi người, có nhiều người người ta cầm cái hộp quẹt đó, người ta quẹt, người ta mồi thuốc và người ta sử dụng cái hộp quẹt đó suốt luôn, cho dù ở bên cạnh người ta bạn bè và người ta cũng mua rất là nhiều loại hộp quẹt khác, nhưng người ta vẫn sử dụng cái Zippo đó bởi vì người ta ăn nên làm ra. Và đó là những cái phong thủy mà người ta nghĩ rằng nhất là người Việt Nam của mình và người Trung Hoa, những cái tập tục của người Á Đông, thì người ta quan niệm là khi mà ta cái bật lửa là một cái gì đó đem đến cái sự sáng, và đem đến cái hơi nóng, và đem đến những cái gì mà cái máu lửa cho người ta trong vấn đề kinh doanh làm ăn. Thì người ta rất quan trọng về cái hộp quẹt Zippo. Thành ra là bạn bè em rất là nhiều người thích hộp quẹt Zippo, đó là cái lý do mà người Việt Nam mình thích đa số, và nó cũng đẹp nữa, thưa chị Như Huyền. Cảm ơn Thái rất là nhiều, từ vì chị thấy em rể chị cứ nói chị mua Zippo hoài mà cứ chịu trong đầu mua nhiều dữ chị không biết nữa. Và ngày hôm nay cảm ơn Thái rất là nhiều trả lời chị câu hỏi đó. Và liên quan đến Zippo thì ngày hôm nay Lê Thái và Như Hiền cũng gửi đến quý vị một cái thông tin là vừa rồi thì cái tập đoàn của cái hãng Zippo này vừa mới sản xuất ra cái chiếc Zippo thứ 600 triệu. Khủng khiếp ha, 600 triệu chiếc hộp quẹt rồi. Và cái chiếc hộp quẹt 600 triệu này thì đang ở trên màn ảnh, Lê Thái cũng cho quý vị thấy được cái chiếc hộp quẹt này. Và thưa quý vị, chiếc hộp quẹt Zippo cán mốc 600 triệu chiếc bật lửa đã sản xuất trên toàn cầu. Và hãng bật lửa của Mỹ Zippo vừa ra mắt mẫu bật lửa thứ 600 triệu và đánh dấu cột mốc 88 năm hoạt động trong cái ngành nghề mà chế tạo cái hộp quẹt này. Và hồi đầu tháng 6 vừa qua thì tập thể nhân viên của Zippo tại nhà máy ở Mỹ cũng theo sát
và chứng kiến quy trình sản xuất mẫu bật lửa thứ 600 triệu. Và đại diện cái thương hiệu này đã cho biết là tất cả đều phấn khởi vì sản phẩm mới rất là đa năng và tiện dụng và độc đáo. Và sau khi hoàn thiện, phụ kiện được trao tận tay cho người đứng đầu hãng là CEO Sipo và nâng cao ngọn lửa nhỏ cùng hàng nghìn nhân viên. Và chúng ta thấy rằng đây là cái tập đoàn của Sipo, và cái người đang đứng ở trên màn ảnh, kính thưa quý vị, đây là ông CEO của Sipo. Và tương tự là chúng ta thấy rằng những cái mẫu thiết kế của Sipo sau những cái năm tháng vừa qua nó có rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp. Và thiết kế cái mẫu này đã đưa đến cái viện bảo tàng chính nơi chứa rất là nhiều hiện vật khác của Sipo từ khi mới thành lập cho đến nay. Và quý vị biết không, tất cả những cái loại mẫu Sipo nào mà được sản xuất ra, cái mẫu đều được giữ lại tại một cái viện bảo tàng. Và đến giờ này là đến 600 triệu chiếc Sipo ở trong cái viện bảo tàng này người ta còn lưu trữ lại và dành để cho khách tham quan, người ta tham quan và người ta coi những cái chiếc Sipo này. Và chúng ta thấy rằng tương tự là các phiên bản mà Million trước thì dòng 600 triệu này đã giới hạn được sản xuất là 20.000 chiếc trên toàn cầu. Giống như những chiếc khác thì sản xuất rất là nhiều, nhưng mà riêng cái chiếc mà thứ 600 triệu này thì chỉ sản xuất là 20.000 chiếc thôi, và được gia công rất là tỉ mỉ bằng các công nghệ mới nhất của hãng. Và sản phẩm mới được ghi điểm với lớp vỏ truyền thống, cái nền mạ cũng mạ chrome trắng bóng, có logo, có họa tiết trang trí là mặt trước là áp dụng cho công nghệ in màu và kết hợp với kỹ thuật trang trí chromel, và họa tiết quanh thân ứng dụng của công nghệ khắc laser 360 độ độc quyền, và được đánh dấu số thứ tự từ 1 cho đến 20.000. Và kính thưa quý vị, phiên bản Sipo 600 triệu có mặt tại các cửa hàng ở Mỹ từ đầu tháng 8 vừa qua. Và Sipo là một trong những thương hiệu nổi tiếng và lâu đời nhất của Mỹ và được thành lập từ năm 1932, rất là lâu đúng không chị? 88 năm phát triển và có mặt ở hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới. Và cái 600 triệu chiếc bật lửa này được ra đời, và Sipo có mặt tại Việt Nam từ những năm 1999. Và chúng ta thấy rằng cái hãng Sipo là có mặt ở Việt Nam từ năm 1999, nhưng mà trước đó thì rất là nhiều người ta hay mua những chiếc hộp quẹt Sipo này đem về Việt Nam và là sưu tầm. Và hiện tại nếu như mà khi mà em qua đây thì em không có đem, mà em còn khoảng 10 cái hộp quẹt Sipo. Vậy mà em rất là thích. Dạng sưu tầm hộp quẹt Sipo. Em rất là thích hộp quẹt Sipo, rất là thích. Và tại vì em thích mà do ba em hồi xưa ba có hút thuốc. Nhưng mà sau khi mà ba khoảng lứa tuổi mà 40, khi mà có con có cái rồi thì ba em bỏ thuốc lá. Nhưng mà những cái hộp quẹt Sipo của ba mà từ thời mà đi lính Cộng Hòa đến giờ này ba vẫn còn giữ. Mấy cái đó nhiều lúc quá tuyệt, nhiều tiền lắm á. Tại vì nó có một cái quá trình lịch sử. Trải qua một cái quá trình lịch sử mà nó rất là đơn giản thôi quý vị. Nó chỉ là một cái màu trắng và cái in hình những cái con đà bàng rất là nhỏ thôi. Mà hoàn toàn không có màu sắc giống như những chiếc hộp quạt Sipo sau này. Nhưng đó là một những cái vật rất là quý giá của những người lính Cộng Hòa, mà đến khi mà người ta đi ra trận, đi chiến đấu, người ta vẫn còn giữ lại. Những lúc người ta cùng với lại những người lính cùng chung với những người bạn đồng hành và người ta hút những điếu thuốc, đó là những cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được trong những con mắt của những người lính Cộng Hòa đang ở Việt Nam cũng như là đã định cư ở Hoa Kỳ. Cảm ơn Thái rất nhiều về những tin đó. Giờ chị mới biết là Sipo giá trị như thế nào. Tại sao em rể chị cứ hỏi là mua Sipo, nhìn bữa này coi cái tin này xong là sẽ hỏi chị đi kiếm mua tiếp nữa. Chắc chắn là Hiêm sẽ coi cái chương trình của mình đúng không? He collect nhiều Sipo lắm ở trong nhà, không biết thì để bao nhiêu á. Và bên cạnh đó, giống như là tuần này Nhi với Lê Thái cũng có câu hỏi cho quý vị. Và Nhi sẽ cái câu hỏi ngày tuần trước là Nhi không có dịch ra tiếng Việt. Tuần này thì Nhi dịch ra vừa bản phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Quý vị coi và nhớ trả lời cái câu hỏi này không đúng không sai thì đa số là tùy theo cái ý kiến của quý vị mà thôi. Thì câu hỏi đây, đài sẽ chiếu lên cái câu hỏi này. Câu hỏi là what do you think thì in the light of coronavirus epidemic, have you recently felt nervous about taking sharing on elevator? A. Absolutely have. B. Somewhat have. Haven't really. Have not at all. Câu hỏi là do bệnh dịch coronavirus gần đây thì các bạn có cảm thấy lo lắng về việc đi hoặc là share đứng chung trong một thang máy hay là không? Thì cái câu hỏi câu A á, là hoàn toàn có. Câu B á, là hơi có. Câu C là không có thực sự, hoặc là cô đi không hề lo lắng gì. Và không biết là lý do tại sao mà chị Huyền lại cho có một cái câu hỏi này cho quý vị khán giả, thì chúng tôi sẽ bật mí trong
trong cái chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần kỳ tới. Và quý vị ơi, những cái câu này toàn là những cái câu hỏi mà rất là có ý nghĩa cho chúng ta trong cái mùa đại dịch coronavirus này. Và thiết nghĩ rằng những cái câu hỏi này cũng là một cái hồi chuông đánh động vào chúng ta trong việc mà giữ gìn sức khỏe chúng ta và giữ khoảng cách xã hội khi mà chúng ta ở nơi đông người, và nhất là trong thang máy. Và đây là một cái ý kiến và thăm dò mà Lê Thái và Như Huyền cũng muốn quý vị trả lời thử, xem coi quý vị đang suy nghĩ gì về việc mà đứng chung thang máy trong cái mùa đại dịch coronavirus này. Chắc cũng là thay đổi rất là nhiều ha. Tại vì sau lúc trước thì mình cũng đã không thích đứng chung thang máy mà nó quá đông đúc rồi. Còn bây giờ nữa thì càng quá khó nữa, tại vì thang máy không có air, không có gì hết. Cái mà coronavirus là do airborne, tức là thở vô là mình đã bị dính rồi. Cũng thấy lo sợ. Rất là lo sợ. Và kính thưa quý vị, khi mà vô thang máy bây giờ người ta cũng không có mở cái air. Và vô trong bất kỳ cái nơi nào, cái mall hay chỗ nào đó mà có cái phần nhà kính thì người ta cũng không có mở cái air. Mà một số chỗ người ta mở hết tất cả các cửa ra, mà người ta mở quạt rất là lớn và thổi ra ngoài các cánh cửa. Một số nhà thờ, thưa quý vị, nơi mà những nơi mà Lê Thái đang đi thì cũng là nơi thoáng khí ở ngoài, mà một số nhà thờ người ta vẫn mở cửa ra hết và người ta thổi quạt để người ta nghĩ rằng những cái con mà coronavirus, những cái vi khuẩn, vi trùng đó nó sẽ bay ra ngoài và rất là bảo đảm cho an toàn tính mạng của chúng ta. Và thưa quý vị, câu hỏi vừa rồi của chị Như Huyền đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần của Như Huyền và Lê Thái ngày hôm nay. Rất vui và rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và luôn lúc nào cũng đồng hành với chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi trong những ngày trong tuần và Cà Phê Sáng cuối tuần nữa, thưa quý vị. Xin kính chào quý vị, có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.